Xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Mình sẽ lại bắt đầu thông tin tình hình sáng ngày hôm nay, ngày 29 tháng 8. Thì đầu tiên chính là số ca dương tính ở các tỉnh lân cận được Bộ Y tế công bố vào chiều ngày hôm qua, ngày 28 tháng 8. Thì theo đó, Tiền Giang đã hơn 9.000 ca và Vĩnh Long đã hơn 2.000 ca. Tổng số được hiển thị trên màn hình. Và tiếp theo chính là sơ kết đợt 3 thực hiện chỉ thị số 16 trên địa bàn tỉnh. Thì chiều ngày hôm qua, ngày 28 tháng 8, thì Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương nhằm sơ kết 14 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 về phòng chống dịch COVID-19. Thì qua thực hiện test nhanh tầm soát trong cộng đồng, có gần 130.000 mẫu xét nghiệm tại các vùng nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, và nguy cơ và ngẫu nhiên tại các địa bàn xanh. Thì tỉnh phát hiện 15 ca PCR dương tính, trong đó có 6 ca được phát hiện trong vùng xanh. Thì tính đến ngày 27 tháng 8 đã có 111 xã được đánh giá là bình thường mới, 30 xã nguy cơ và 2 xã nguy cơ cao và 11 xã nguy cơ rất cao. Thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Trần Ngọc Tam, Phó Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo cho rằng thì bài học rút ra trong 3 đợt giãn cách là sự chủ động và đi trước một bước trong công tác phòng chống dịch, đánh giá dịch bệnh giãn cách chưa vững chắc, F0 và nguy cơ bên ngoài tỉnh vào vẫn còn cao, đề xuất giãn cách thêm 10 ngày nữa. Trao đổi về vấn đề năm học mới, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam yêu cầu tùy theo tình hình sẽ có sự áp dụng thích ứng với dịch bệnh, quan tâm ưu tiên tiêm chủng cho trên 6.000 giáo viên trong tỉnh và để bước vào năm học mới an toàn, chuẩn bị giao trả cơ sở học được trưng dụng làm cơ sở cách ly tập trung phòng dịch. Thì phương án kéo dài giãn cách thì kết luận tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ông Lê Đức Thọ thống nhất phương án là sẽ kéo dài thời gian thực hiện chỉ thị số 16 tại tỉnh. Về việc thời gian thực hiện, trong cuộc họp với chính phủ vào ngày hôm nay, 29 tháng 8, tỉnh sẽ triển khai theo chỉ đạo chung của chính phủ cho các địa phương. Trường hợp chính phủ giao cho các tỉnh tự quyết thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ họp lấy ý kiến thống nhất các phương án cụ thể trong thời gian tới. Và thông tin tiếp theo cho buổi sáng ngày hôm nay chính là tại Bình Đại làm việc với đương sự nói xấu Đảng và Nhà nước. Thì ngày hôm qua, công an huyện Bình Đại đã làm việc với đương sự BMT sinh năm 86, ngụ khu phố 2, thị trấn Bình Đại về hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook để đăng tải nội dung nói xấu Đảng, Nhà nước về công tác hỗ trợ dân trong đợt dịch COVID-19. Thì được biết đương sự đang là lao động thất nghiệp, đang làm thuê nuôi tôm, gia đình là hộ nghèo. Địa phương có 2 lần hỗ trợ gạo trong đợt COVID-19, nhưng do không thuộc nhóm đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ theo nghị quyết số 68 của chính phủ và nghị quyết số 25 của tỉnh Bến Tre, đương sự đã dùng tài khoản Facebook cá nhân để đăng nội dung nói xấu Đảng, Nhà nước trong công tác hỗ trợ người lao động do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thì qua làm việc, đương sự đã thừa nhận hành vi và cam kết không tái phạm. Vụ việc đang được củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Tin cuối cùng cho bản tin sáng ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre. Thì tính từ 6 giờ chiều ngày hôm qua đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 29 tháng 8, Bến Tre có thêm 22 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca trên toàn tỉnh là 1.727 ca mắc COVID-19, vẫn là 41 ca tử vong và 1.154 ca đã ra viện. Thì các ca mắc mới được ghi nhận bao gồm Mỏ Cày Bắc là 9 ca, ở Tân Thanh Tây là 3 ca, Nhuận Phú Tân là 2 ca, Khánh Thạnh Tân là 1 ca, Tân Phú Tây là 1 ca, Phú Mỹ là 1 ca, Thạnh Ngãi là 1 ca. Thì Mỏ Cày Nam là 1 ca tại An Thạnh, Châu Thành là 10 ca, trong đó có 1 ca tại An Khánh là ổ dịch công ty thuộc khu công nghiệp An Hiệp là 9 ca. Thì Ba Tri là 2 ca tại thị trấn và Mỹ Chánh. Thì 22 ca được ghi nhận sáng ngày hôm nay đều trong khu cách ly và phong tỏa. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin sáng ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.